thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc. Bài thuốc này rất hay mọi người này, mọi người thấy không? Cái cây này là cây cây cỏ sữa lá lớn nha mọi người ha, cỏ sữa lá lớn. Có người thì ta kêu là cây vú sữa đất, có người ta kêu bằng cỏ sữa lá lớn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ ba cái tác dụng về cái cây này cho mọi người ha. Rất là hay nha mọi người ha. Bài này cũng là bài thuốc dân gian. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người chủ yếu là để nó hay mọc ở trong sân mình và trong những chậu kiểng. Có những chỗ nó mọc rất là nhiều. Cho nên là sợ mọi người là bỏ qua những cái tác dụng rất hay của cái bài thuốc này, thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người rất là đơn giản về cách chế biến của nó. Nhưng mà nếu mình biết rồi thì mình sẽ không bỏ qua được cái tác dụng rất hay của nó nha mọi người ha. Ok, đầu tiên á là mình sẽ chia sẻ cho mọi người là nó trị được cái bệnh tiêu chảy nha mọi người ha. Tiêu chảy nha, rất hay chứ tiêu chảy. Hôm nào mọi người thử bị tiêu chảy mọi người thử uống nó, nếu có sẵn mọi người uống thử rất hay. Thì nó trị bệnh tiêu chảy là nó cầm tiêu chảy mọi người ha. Cầm tiêu chảy thì mình sẽ dùng là 12 gram nha mọi người ha, 12 gram người lớn nha, nít thì ít lại, 12 gram nha mọi người ha. Mọi người nhổ lấy hết luôn, lấy hết rễ lá thân luôn nha mọi người ha, lấy hết luôn đó. Mọi người lấy 12 gram cho mình, rửa được thật sạch, rửa có thể qua nước muối loãng cũng được nha mọi người. Xay nhuyễn ra, xay nhuyễn đó. Xong mọi người đổ cho mình hai chén nước nha mọi người ha, hai chén nước sạch nha, hai chén nước sạch. Mọi người dắt ra lấy cái nước thôi, còn cái bã mình mua bỏ đi đó. Mình sẽ chia làm hai lần đó, đổ vô hai chén nước mình rây ra, mình chia làm hai lần uống, mỗi lần một chén đó. Mọi người nhớ là uống trong khi ăn nha mọi người ha, uống trong khi ăn nha. Cái loại này thì mình uống trong khi ăn, không được uống trước bữa ăn Rồi cái thứ hai nữa là mình chia sẻ cho mọi người là cái bệnh cũng rất là hay nha, cho em phụ nữ hoặc nói chung thì giờ mùa đông á, mùa lạnh thì nhiều người bị mắc bệnh này lắm. Cái bệnh là nứt môi, nứt nẻ môi, khô môi, nứt môi nha mọi người ha. Mọi người không tin đâu, nhưng mà nó có thể là trị được nha mọi người ha. Khi mà mình bị nứt môi, nứt nẻ môi mà nó rát, mà nó ăn uống cũng không ngon thì mọi người này dùng như mình ha. Mọi người đừng có nhổ nó lên, mọi người đừng nhổ nó, mà mọi người ngắt nha nè, kỹ mình nha, nha. Mọi người thấy sữa nè, trắng này thấy không? Nè, thấy không? Đó, cái sữa trắng này là nó sẽ giúp cho mình lành những cái vết nứt nẻ nha mọi người ha. Mọi người cứ quẹt vậy nè, đó, mọi người trét lên môi, đó. Mọi người trét cho mình khoảng chừng 1 đến 2 ngày là cái môi mình nó sẽ hết nứt nẻ mọi người ha, rất hay. Nè, cái sữa này mọi người thấy không? Bởi vì cái tia kia nó là sữa là vậy đó, nó quẹt dính sữa nè. Thì đó là bài thuốc thứ hai, rất hay nha mọi chị em phụ nữ hay là ai mà bị thử dùng á, rất là hay nha. Bài thuốc này thì nó không có tốn tiền đâu mọi người, đừng sợ tốn tiền. Rất hay. Cái bài thuốc thứ ba rất quan trọng, mình sẽ chia sẻ cho mọi người là nó trị được cái bệnh kiết lỵ. Bệnh lỵ nha mọi người ha, bệnh lỵ thì có hai ba dạng vậy đó, thì nói chung là bệnh lỵ, bệnh lỵ nào mình cũng sử dụng được hết nha mọi người ha. Thì bệnh lỵ thì mọi người ban đầu thì mình phân mình lỏng riết rồi mình đi là dịch nhầy với lại ra máu không mà một ngày mình đi có chục 20 lần đó, rất là mệt luôn, mất nước người mà mất nước trong cơ thể mình mà mệt lắm đó, rồi nó gây là bệnh, nó gây cái đường tiêu hóa mình nó bị ảnh hưởng tổn thương rất là nhiều, tại mình đi ra máu mà mọi người. Thì mọi người nên dùng cho mình nè. Mọi người lấy cho mình là 20 đến 50 gram, đó là trẻ em mọi người ha, 20 đến 50 gram, còn người lớn là 100 gram đó. Mọi người đổ cho mình là 3 chén nước nha đó. Lấy 20 đến 50 gram là con nít, còn người lớn là 100 gram, đổ cho mình 3 chén nước. Đó, mọi người nấu lên nha, nấu lên, nấu sôi lên mọi người, sôi kỹ nha. Đó, rồi mọi người lấy nước đó mọi người uống, chia làm 3 lần, 3 chén nước mọi người chia làm 3 lần uống trong ngày ha. Thì
uống trong bữa ăn nha mọi người ha. Mình nhắc là mọi người là uống trong bữa ăn, tại vì cái này á là nó có độc tố nha mọi người ha, nó có độc tố nhẹ, cho nên là nó gây, ví dụ như là mình nếu mà mình dùng quá liều á, dùng liều cao á, dùng mình đã cho mọi người là cái số lượng rồi, mọi người nên dùng như vậy. Nếu mà dùng mà cao hơn á là nó sẽ gây nôn ói nha mọi người, nôn mửa nha. Đó, nó gây nôn mửa rất là mệt luôn á, đã trị không hết bệnh mà còn mệt nữa. Mọi người nếu mà dùng cao á, dùng cao hơn cái liều lượng á thì nó sẽ gây nôn mửa và bị trúng độc nhẹ nha mọi người ha. Thì mình xin chia sẻ luôn nha mọi người, nếu như mà mọi người lỡ mà bị vậy á nha, lỡ bị vậy thì mọi người dùng cam thảo nè, nó rồi kim ngân hoa. Đó, cam thảo thì mọi người lấy 12 gram, kim ngân hoa mọi người lấy 16 gram. Đó, mọi người sắc lấy nước uống để giải độc nha mọi người ha, sắc lấy nước uống để giải độc. Đó, mình nhắc lại là nếu lỡ mà mọi người dùng liều cao hơn cái cách mà mình đưa ra, mà lỡ mà bị nôn ói ói mửa đó, là mình bị trúng độc nhẹ rồi đó, mọi người lấy cho mình là cam thảo là 12 gram, kim ngân hoa là 16 gram. Đó, bắt đầu là mọi người sắc lại thành nước, sắc lại 1/3 nghe, 1/3. Đó, mọi người không biết mọi người đổ bao nhiêu nước nha, nhưng mà mọi người phải đổ cho mình là 3 chén thành 1 chén nước, rồi mọi người uống vô để giải độc nha mọi người ha. Mình dùng quá liều là sẽ bị trúng độc liền nha. Nó rất là hay, nhưng mà cái này thì nó có độc nhẹ, mình nhắc mọi người rất kỹ là này có độc nhẹ nha mọi người ha. Thì cái bài thứ nhất á, cái bài thuốc thứ nhất á là mình chia sẻ mọi người là bị cầm tiêu chảy. Bệnh thứ hai là bệnh nứt môi. Lấy cái sữa nãy mình chỉ mọi người trét lên, trong vòng 1 đến 2 ngày là mọi người sẽ thấy có kết quả liền, nó sẽ lành là những cái vết nứt nẻ đó. Thứ ba là mọi người là lấy dùng cái này để mình chữa bệnh lỵ nha mọi người. Nói chung bệnh kiết lỵ rồi này nọ thì mình nói chung là bệnh lỵ rất hay. Và khi mà trúng độc, khi mà mình dùng qua liều trúng độc thì mình dùng cam thảo 12 gram, kim ngân hoa 16 gram, mình sắc lại một đổ 3 chén nước, sắc lại còn 1 chén nước uống để giải độc nha mọi người ha. Ok, bài thuốc thì mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Ở đây mình sẽ kết thúc video ở đây. Chúc mọi người mau lành bệnh, chúc sức khỏe gia đình mọi người, và chúc mọi người thành công trong cuộc sống nha mọi người ha. Ok, bye bye mọi người.